trì là bảo trì không được gián đoạn danh là danh hiệu của phật a di đà phương pháp này là tối vi giảng yếu đơn giản quan trọng Tám vạn bốn ngàn pháp môn Không có pháp môn nào có thể sánh được nó Đơn giản nhất, dễ nhất Ổn định nhất, đáng tin cậy nhất Mà thành tựu lại cao Điều này thật không thể nghĩ bằng Thành tựu cao nhất vì nó tương ưng với nhất tâm đây là tự phần tha lực là được oai thần bổ nguyện của phật a di đà gia trì đây chính là vô cùng thù thắng hành giả niệm phật nhân sơ phát tâm thời quý khử định khóa Thông thường chúng sanh trong lục đạo, thực tế mà nói, căn tánh đều là trung hạ căn, không phải hàng thượng căn lợi trí. Trung hạ căn quan trọng nhất là thật thà. Thật thà nghĩa là định đoạt thời khóa, mỗi ngày định một ngàn niệm hoặc một vạn niệm hay mười vạn niệm. tốt nhất là tùng tiểu chí đa do tán nhập định đây là dạy phương pháp cho chúng ta mới bắt đầu không nên định quá nhiều mỗi ngày thời tụng niệm buổi sáng là một bộ kinh di đà kinh di đà ngắn dễ đọc mấy phút là đọc xong niệm một ngàn danh hiệu phật thời tụng niệm buổi tối cũng như vậy sáng tối như nhau đơn giản dễ hành trì quý ở chỗ kiên trì không gián đoạn ngày ngày không được gián đoạn niệm như vậy khoảng hai ba năm khi công phu đắc lực rồi thì tăng thêm một ngày niệm hai ngàn hoặc ba ngàn Tăng lên dần như vậy là đúng Tuyệt đối không nên Trèo cao té nặng Ngoài thời quá cố định ra Còn có tán quá Tán khóa nghĩa là nhớ đến là niệm Bất luận vào lúc nào Bất luận ở nơi đâu chỉ cần không nhiễu loạn người khác chỗ đông người tự mình yên tĩnh mặc niệm niệm phật trong tâm không cần phát ra âm thanh sẽ không phì nhiễu đến người khác nhiếp tâm rất khó nhiếp tâm là công phu chân thật Ấn Quang Đại Sư xuất hiện trong thời đại của chúng ta Dụng ý rất sâu Ngài chính là Tây Phương Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Sanh Ngài dạy chúng ta phương pháp Phương pháp này Người đương thời có thể hành trì được ngài ra đời trong thời đại này dùng thập niệm pháp của ngài niệm rất rõ ràng niệm bốn chữ cũng được niệm sáu chữ cũng được bốn chữ là a di đà phật nên niệm như vậy Ấn quan Đại sư niệm Phật rất chậm Ngài niệm từng chữ từng chữ Niệm rất rõ ràng Từng chữ rõ ràng Nghe rõ ràng Cần như thế nào? Cần nhớ rõ ràng Không nên dùng chuỗi Ngài nói dùng chuỗi sẽ phân tâm Phân thần Tâm lực rất khó tập trung Hoàn toàn dùng tâm nhớ Chỉ nhớ mười số từ một câu đến mười câu biết rõ ràng câu này là câu thứ mấy trong mười câu niệm xong mười câu lại bắt đầu từ một đến mười một đến mười cứ như vậy mà niệm dễ nhiếp tâm cũng chính là tạp niệm không sanh khởi vì khởi tạp niệm chúng ta sẽ quên ngay Mười câu này liền nhớ lẫn lộn Nhớ không rõ, không tính Phương pháp này rất tốt Nhất định phải nhớ rõ ràng mới tính Mới học mười câu cũng rất khó, không dễ Niệm đến sáu, bảy câu đã loạn Ân Quang Đại Sư nói Chúng ta có thể phân thành hai đoạn Câu thứ nhất đến câu thứ năm có người hỏi tôi câu niệm đến câu thứ 5 Rồi bắt đầu niệm lại từ câu thứ nhất đến câu thứ 5 được không? Không được Từ câu thứ nhất đến câu thứ 5 5 câu sau là thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 Cần phải ghi nhớ bằng cách này Thậm chí dùng 3, 4 cũng được Câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ tư Câu thứ năm, câu thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười Nhớ bằng cách này mới được Mới có thể nhiếp tâm Nếu nhớ ba câu, một, hai, ba Rồi bắt đầu nhớ lại một, hai, ba Như vậy không được Như vậy không thể nhiếp tâm Hồ Tiểu Lâm dùng phương pháp này 4 tháng Ông ta nói với tôi Phương pháp này rất lợi ích Trước đây niệm Phật tạp niệm quá nhiều Sau 4 tháng huấn luyện này Tạp niệm ít đi không còn nữa Hoàng nghĩ vô lượng Niệm mấy tiếng cũng không biết mệt mỏi cũng không cảm thấy thời gian hình như quá dài Niệm ba bốn tiếng giống như mấy phút vậy Có cảm giác này Tổ sư truyền lại phương pháp này Mọi người không ngại cứ thử xem Đằng sau nói Tùng thiểu chí đa Do tán nhập định Từ từ tự nhiên Chúng ta sẽ thành tựu niệm Phật tan muội Tùy kỳ niệm lực Câu hà vãng sanh Mục đích niệm Phật Chỉ có một là cầu sanh tịnh độ Để thân cận Phật A-di-đà Nguyện vọng này nhất định có thể đạt được Hữu an lạc tập vân Xưng danh diệt nhĩ Đảng năng chuyên chí Tương tục bất đoạn Định sanh Phật tiền Xưng danh Nghĩa là hiện nay chúng ta nói niệm Phật điều quan trọng là chuyên chí chính là nhất hướng chuyên niệm mà trong kinh này nói một phương hướng một mục tiêu là chuyên niệm phật a di đà tương tục bất đoạn định sanh phật tiền chúng ta nhất định được sanh Mục đích của chúng ta đã đạt được Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở thế gian này Nhất định không phải chỉ đời này mới bắt đầu học Phật Mới gặp được pháp môn này Không phải Chúng ta đã có nền tảng thâm hậu từ vô lượng kiếp và đời này lại gặp được cũng có thể là trong quá khứ khi lâm chung gặp duyên bất thiện trái với nhất niệm nên lại ngục lặng trong luân hồi trong đời này lại gặp được nối lại được thiện duyên trong quá khứ nếu trong đời này mà còn lơ là như vậy phải đợi đến đời sau kiếp sau đời sau kiếp sau không biết phải trải qua bao nhiêu thời gian phải chịu khổ chịu nạn nếu thật sự giác ngộ tôi không muốn chịu khổ thêm không muốn chịu nạn thêm nữa tôi hy vọng được thành tựu ngay trong đời này quý vị tương tục không gián đoạn thì đời này nhất định được sanh ở sau đó kim khuyến hậu đại học giả nhược dục hội kỳ nhị đế đảng tri niệm niệm bất cả đắc tức thị trí tuệ môn đây là chư vị tổ sư khuyến khích người học đời sau nếu muốn dung hội nhị đế nhị đế là chân tục lạc không hữu nếu chúng ta có thể dung hội đảng tri niệm niệm bất khả đắc đây là trí huệ môn niệm hay không niệm 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 rất siêng năng tuy niệm nhưng không chấp tướng ý này chính là nói không phân biệt không chấp trước tịnh niệm tương tục như vậy là sao đây là công phu quan trọng thứ hai quan trọng thứ nhất niệm đến tịnh niệm phương pháp của ấn quan đại sư là giúp chúng ta được tịnh niệm tịnh niệm đã hiện tiền có cần ghi nhớ số chăng không cần vì tâm thanh tịnh đã hiện tiền chúng ta ghi nhớ mục đích là đoạn trừ tạp niệm nếu không ghi nhớ được mười câu này thì tạp niệm liền khởi lên ngay nên phương pháp này chính là đô nhiếp lục căng mà bồ tát đại thế chí đã nói chúng ta không nhiếp được lục căng dùng phương pháp này thì có thể đô nhiếp lục căng lục căng thật sự đã nhiếp được thì Nhãn buôn sắc Nhĩ buôn âm thanh Tỷ buôn mùi vị Tất cả đều đạt được bình đẳng Tâm thanh tịnh hiện tiền Chính là trên đề kinh đã nói Thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền Đây không phải là phàm phu Mà đây là Bồ Tát Bồ Tát hướng lên trên một bước Vuông bỏ triệt để phiền não Và sở tri chướng Trí huệ liền khai Nhi năng hệ niệm tương tục bất đoạn Tức thị công đức môn Thành tựu công đức của chính mình Đồng thời Thành tựu công đức lợi tha Thế nên quý vị phải biết Ở đây niệm Phật Ở đây dụng công Là hữu hình chúng sanh Con người có thể thấy được chúng ta Xuất sanh thấy được chúng ta Được chúng ta gia trị họ sẽ bị làm cảm động người chưa phát tâm nhìn thấy thì phát tâm người đã phát tâm thấy được sẽ theo quý vị học tập họ tu chân chánh còn có vô hình chúng sanh chúng ta mắt thì không nhìn thấy được trong đó có thiên thần có quỷ thần nhân số của họ càng nhiều nhiều đến quý vị không thể nào tính đến được những người này đã thấy được và cung kính quý vị tán thán quý vị ủng hộ quý vị theo quý vị học tập Thế nên công đức thành tựu Là mình và người đều lợi Thị cố kinh vân Bồ Tát Ma Ha -hà Tát Hàng dĩ công đức trí tuệ Dĩ tu kỳ tâm Công đức trí tuệ không thể tách rời công là công phu chữ đức này và chữ đắc trong chữ đắc thất có ý nghĩa tương đồng ngạn ngữ nói trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần trồng trọt là công Quý vị đã có công phu Nên quý vị có một phần thu hoạch Ý nghĩa cũng như các bậc cổ đức thường nói Công bất đường quyên Nó sẽ không mất đi Thành tựu chính mình Lợi ích chúng sanh Hệ niệm tương tục bất đoạn Bồ Tát tu hành Tu tâm trước tu thân Tâm chánh ngôn hành Tự nhiên chánh Tâm tà Muốn học chánh Họ cũng không tránh được vì sao vậy? Vì họ mang theo tập khí tà ác Khiến công đức dân chánh của mình Đều bị phá hoại Đây là điểm tu hành khó nhất hiện nay Họ không phải hữu ý mà là vô ý Nhưng đã thành thói quen điểm này chúng ta thật sự nghĩ rằng người thành tựu trong một đời không thể không cẩn thận không thể quân tập thành một thói quen xối làm thế nào để tập thành thói quen tốt đó là cần thiết phải vương thủ phải thật sự thực hành đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp công phu thật chính là nền tảng thật sự không hạ công phu này thì công đức này không dễ thành tựu Sẽ bị những tập khí không tốt phá hoại Những tập khí này tự mình không biết được Nên cho rằng tự mình làm cũng không tệ Làm rất tốt Đến cuối cùng khi lâm mạng chung Khi vãng sanh mới bị chướng ngại Không đi được Lúc này hối hận cũng đã muộn Chúng ta nghiên cứu nguồn gốc căn bản của nó Tóm lại không để ý đến ngã. Ngã kiến rất phiền phức. Ngã chưa buông bỏ. Ngã chưa buông bỏ. Và chấp trước ngã chính là tự tư tự lợi. lợi hại để ngay trước mắt quý vị muốn lợi mình hay lợi người khác đây chính là khảo nghiệm trước lợi mình sau mới đến lợi người khác là không được trong đại thừa quý vị đã bỏ qua cơ hội cổ nhân thường nói danh cao lợi nhiều quý vị có động tâm chăng nhất định phải nhận thức được thật giả như thế nào là thật như thế nào là giả Danh văn lợi dưỡng là giả Ngũ dục lục trần là giả Thất tình ngũ dục là giả Mười pháp giới y chánh trang nghiêm vẫn là giả Giả thì nên buông bỏ Trong cuộc sống hàng ngày phải luyện ngày ngày luyện ngày ngày tiếp xúc ngày ngày luyện công lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần trước phải luyện đến như thế nào luyện đến không chấp trước nên buông bỏ chấp trước chấp trước buông bỏ chính là kiến tư phiền não buông bỏ Tiếp tục luyện không phân biệt Không khởi tâm, không động niệm Đây là gì? Đây là y giáo phụng hành Chư Phật Như Lai là chúng ta tu thành Tu như thế nào? Buông bỏ liền được thành tựu câu này chúng ta nghe rất quen nhưng vấn đề ở đâu vấn đề ở chỗ không buông được chúng ta nên nhớ rằng không buông được thì không thể thành tựu Không buông được thì không phải thật sự học Phật Phải buông bỏ thân kiến Bắt đầu buông từ đâu? Bắt đầu từ tự tư tự lợi. Nên biết rằng Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay Bị tự tư tự lợi hại rất thảm Nếu không Đã thành Phật từ lâu rồi Đã đến thế giới cực lạc từ lâu rồi Chính là vì không buông được tự tư tự lợi Không buông được danh văn lợi dưỡng Tham luyến luân hồi lục đạo Trong luân hồi lục đạo Chỉ cần một chút không cẩn thận Liền đọa ngay vào trong tam đồ địa ngục Đọa vào ba đường ác Rất dễ Chỉ cần không cẩn thận Liền rớt vào ngay Khi đã rơi vào Thì sẽ không có ngày ra khỏi Trong khi giảng kinh Chúng tôi nói đến ba đường ác rất nhiều lần đó chính là nơi tiêu nghiệp chướng của chúng ta Ở nơi đó tiêu nghiệp chướng Phải đoạn tận hết nghiệp chướng từ vô thị kiếp Mới có thể ra khỏi Tội nghiệp chưa hết không thể nào ra khỏi Chính là nói nhiễm ô, dơ bẩn của thân này Đến đó sẽ rửa sạch rửa sạch rồi được ra nhưng chưa ra được bao lâu lại bị nhiễm ô lại tiếp tục bị đỏa như trước rồi lại rửa thêm lần nữa làm những điều ngu ngốc như vậy vì sao có hiện tượng này vì chưa thật sự giác ngộ thật sự giác ngộ thì sau khi đã ra khỏi sẽ không còn làm điều ngu ngốc nữa Nghĩa là không còn tự tư tự lợi Không còn bị danh văn lợi dưỡng dẫn chắc Thật đã buông bỏ hết những thứ đó Ngũ dục lục trần Tham sân si mạng triệt để buông bỏ Để cầu sanh tịnh độ Đúng là vạn người tu vạn người đi Không sót một người nào Do vậy Kinh này Không thể không đọc Phiền não hiện hành Trong cuộc sống hàng ngày Xảy ra vấn đề phải làm sao Đọc kinh Buông bỏ vạn duyên Đọc kinh này từ đầu đến cuối Một hai lần thì vấn đề sẽ được giải quyết. Tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm thanh tịnh thì trí huệ sanh. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề. Nói cách khác, thật sự giải quyết vấn đề. Chư Phật Bồ Tát làm tăng thượng duyên Ai giải quyết Tánh đức của chính mình giải quyết Mượn duyên này của Phật Bồ Tát Để dẫn trí huệ đức năng Trong tánh đức của mình ra Như vậy vấn đề liền được giải quyết Đây là thật Không phải giả Cho nên chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Giúp chúng sanh từ sơ phát tâm đến thành Phật viên mạng Phật không cho rằng mình có công lao Mình làm hay quá, không có Vì sao vậy? Là tự quý vị thành tựu Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta Thân, nhân duyên chúng ta đầy đủ Sở duyên duyên Vô gián duyên đều là chúng ta vốn có Không phải từ bên ngoài đến Giống như trường học hiện nay Thầy giáo giúp đỡ học sinh Thầy giáo tốt Chỉ có thể đem kinh nghiệm thành công của mình Nói với quý vị khi đã giác ngộ đã thấu suốt thì tự mình biết phải làm như thế nào có thể làm đến cảnh giới thành công viên mãn ân đức của thầy là chỉ thị phương hướng chỉ thị mục tiêu cho chúng ta nói với chúng ta phương pháp còn thành công hay thất bại là do chính mình có thật thực hành hay không thật nghe lời và y giáo phụng hành chẳng có ai không thành công khởi tâm niệm phật chính là thị giác thị giác hợp bổn giác bổn giác và thị giác là một giác một không phải khác quý vị giác điều gì giác là bổn giác của quý vị trong tự tánh vốn có nhưng vì mê nên mất giác bây giờ buông bỏ mê hoặc thì giác ngộ hiển bay dùng phương pháp gì phương pháp niệm phật là tốt nhất vì sao vậy vì câu a di đà phật này chính là đức hiệu của bản giác vô lượng giác a di đà phật dịch thành chữ hán là vô lượng giác vô lượng giác trong tự tánh vốn đầy đủ hiện nay ta bất giác đam mê Bắt đầu từ hôm nay Ngày ngày niệm vô lượng giác Khiến bản giác chính mình hiển bày Sự việc chính là như vậy Thác bỉ đi chánh Hiển ngã tự tâm Thị bổn bất ly Trực xu giác lộ hiện nay chúng ta nương vào y báo của phật a di đà chúng ta phải đi về đó nơi đó là hoàn cảnh tu học lý tưởng nhất chánh báo là phật a di đà là thầy thầy tốt và nơi học tập tốt chúng ta cần phải nương vào đó nương vào đó sẽ hiển lộ tự tâm của chúng ta chướng đạo chướng là chướng ngại những gì là chướng ngại mê hoặc là chướng ngại tạo nghiệp là chướng ngại hoặc chính là vô minh nghiệp thì phân biệt chấp trước đều là nghiệp nghiệp là tạo ra khi đang tạo ra là sự chúng ta gọi nó là sự sau khi tạo xong thì gọi nó là nghiệp Nghiệp là nguyên nhân thứ nhất của quả báo Đức Phật có thể nói rõ ràng điều này Vô minh chứng đạo Chứng điều gì? Chứng ngại sự khai ngộ chướng ngại sự tu hành vô minh là không có trí huệ nên chướng ngại chúng ta tu hành chướng ngại ta đạt định nghĩa là chướng ngại ta được tâm thanh tịnh và chứng ngại ta chứng quả trong phát môn niệm phật thì chứng ngại ta giảng sanh điều này phiền phức chăng nên người niệm phật nhất định phải cầu trí huệ tu hành phải phối hợp mật thiết với kinh giáo những gì trong kinh giáo nói chúng ta đều phải thực hiện nó mới được chúng ta nghe hiểu nghe hiểu nhưng không thể thực hành nó thì không có lợi ích nghe hiểu rồi có thể thực hành mới thực sự được lợi ích lợi ích này chính là oai thần bổn nguyện của phật a di đà gia trì chúng ta đã tiếp nhận và có cảm ứng nếu nghe hiểu nhưng không làm được vẫn là một loại chướng ngại như vậy chúng ta hiểu được tính nguyện hạnh thì hạnh quan trọng biết bao hạnh nghĩa là đem những lý luận trong kinh điển nói biến thành tư tưởng kiến giải của mình tư tưởng kiến giải của chúng ta là chánh tri chánh kiến cách nhìn cách nghĩ không giống với kinh điển là tà tri tà kiến chuyển tà thành chánh cần phải dựa vào kinh giáo lấy kinh giáo làm tiêu chuẩn không có tiêu chuẩn thì chuyển bằng cách nào dựa vào đâu để chuyển dựa vào tiêu chuẩn này để chuyển nghe kinh phải nghe như thế nào mới thật sự hiểu được các bậc cổ đức dạy tầm chân thành tầm cung kính ấn quan đại sư dạy mọi người một phần thành kính được một phần lợi ích hai phần thành kính được hai phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích hay nói cách khác không có tâm thành kính thì dù ngày ngày nghe kinh nghe đến cả trăm năm cũng không được lợi ích vì sao vậy vì quý vị coi nó như trò đùa không siêng năng Như vậy làm sao được lợi ích Tâm chân thành từ đâu mà có Từ việc hiếu thảo với cha mẹ người bây giờ rất khó vì sao vậy vì không còn ai dạy về hiếu thảo từ nhỏ chưa học cha mẹ chúng ta cũng không dạy không ai làm tấm gương hiếu thảo để chúng ta noi theo cũng không ai dùng lời nói để dạy vì thế quý vị không hiểu hiếu đạo cũng không thể trách quý vị như trong kinh này Đức Phật nói tiền nhân bớt thiện tiền nhân là cha mẹ tổ phụ mẫu tầng tổ phụ mẫu thậm chí là cao tổ phụ mẫu họ đều đã lãng quên và không nỗ lực dạy quý vị họ không phải không biết điều này mà là họ lơ là ngày nay quý vị phạm những lỗi lầm này đều nên tha thứ không nên trách cứ quý vị chư phật bồ tát có lòng thương xót nhưng khi chúng ta đến ba bốn mươi tuổi đến tuổi già mới nghe được giáo huấn của phật mới biết thì ra có điều này thật hiếm có thật không dễ Sau khi nghe xong Có thể ngộ nhập bao nhiêu Đó là tâm biết xấu hổ Và tâm biết sám hối của chúng ta Từ đây chúng ta có thể đạt được Vì chúng ta thật tâm sám hối Thật biết xấu hổ Nên đã bù đắp cho tâm cung kính Có được một chút như vậy thì quý vị thật sự nghe hiểu được một chút từ đây dần dần trưởng dưỡng kiên trì không bỏ tìm tâm thành kính của chúng ta trở về đây là gì đây là chân tâm của mình tất cả pháp mà đức phật dạy đều từ chân tâm hiển lộ ra chỉ có dùng chân tâm mới có thể tiếp nhận họ còn dùng vọng tâm không tương ưng với họ được Dù họ giảng có nhiều bao nhiêu Cũng chỉ hoài công Một câu cũng không nghe lọt vào tai Chân tâm đối với chân tâm Thì Pháp này sẽ truyền cho quý vị Và thật đã đạt được